Bà có ăn quả roi có tốt không và mang lại những công dụng gì? Thì quả roi ở miền Nam hay còn gọi là quả mận đã quá quen thuộc đối với chúng ta. Thì tác dụng của quả roi thì tăng cường thị lực, thứ hai là thứ tư là